Kể luôn hả? Wow. Thực sự là chưa bao giờ em kể. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là làm nhạc. Ông tổ nghề đã chọn em từ lúc em còn rất là nhỏ rồi. Rất là tuyệt vời. Chính nhờ những cái ca khúc mà mình tự yêu thích, mình thu âm, mình quăng lên mạng thì cuối cùng nó lại là giúp cho mình có được cơ hội mặt trong vòng 6 năm. Nói không qua là nó tạo nên một Isaac ngày hôm nay. Khi tham gia vào Vietnam Idol á, vòng đầu tiên cho Sài Gòn là em bị đánh rớt. Em bị sốc, ra bến xe để về Cần Thơ, em khóc, vứt bỏ hết và mình không có biết mình phải làm cái gì nữa. Đón xem Lần đầu tôi kể với sự tham gia của nam ca sĩ Isaac nhóm 365 chuyến xe về Cần Thơ lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 24 tháng 1, chỉ có trên HTV2.